quay trang này, được ha, quay sau này không? Ha. Hello everyone, nice to see you again. Xin chào mọi người. À, xin chào mọi người. Hôm nay mình mới đón một em cuốn về nữa bạn để cho em chơi với Miu à. Mình với Yo hay ra ngoài nên là Miu ở nhà có bạn chơi quá. Bởi vì Miu thường hay đi qua nhà hàng xóm chơi hoặc là đi ra đường nó rất nguy hiểm. Vậy cho Miu tập ăn cho với em. Em cuốn này đã quen, Miu rất là kỹ năng. Miu ơi. Miu kìa. Miu chơi không? Ừ. Con đi chơi đi. Ừ. Em vậy? Lạ quá à. Từ từ. Từ từ. Đây đúng rồi. Trời ơi, em nhỏ thấy có thịt gà rồi. Thấy thịt gà rồi. Đấy bạn, đây là mình đã chuẩn bị thịt gà với lại cho em mới. Vô rồi lên đây. Đây nè. Đây nè. Đó. Ra không? Hả? Hả hả? Nè, sửa rồi vô nè. Ăn thịt gà hả? Từ từ con đây kia con ngồi đây kia đây có chiếc trời đi giấu các bạn giấu ăn mình hôm nay giống như các bạn như là con có sửa hàng. Giờ Miu ngồi xuống. Yeah. À, mình chưa đặt tên cho em cuốn này các bạn. Mọi người có tên nào hay thì mọi người comment cho mình nha. Mình chưa. Ăn hả? Nè, mình giấu nữa nha. Vô quay lại kia kìa. Các bạn ăn đi bạn. Ai rồi? À, giờ này mình bắt chước đứng. Cho có em như cho ra nhau cho nó như vậy. Cho em đây cục này. Nè đi giấu đi. Tên 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 tên. Mình cắn xương không? Rồi xuống ngồi chơi mi mà. Ngồi yên đây đâu. Ngồi yên đây. Cái con sư. Rồi, đi chơi với em nhỉ? Hả? Đi chơi à? Ừ. Rồi kéo mi đi đâu á. Đừng có. Rồi đi chơi. Tới em.
Thank you.